chào quý khách. Sau đây, sư tỷ Hải Minh sẽ giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm máy đo độ ồn Vinitech GM1351. Dòng máy này chuyên dùng để đo và đánh giá tiếng ồn trong các khu dân cư. Nhờ thế đó, người dùng có thể đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để khắc phục tiếng ồn, đảm bảo sức khỏe cho con người. Đây là máy đo độ ồn Vinitech GM1351. Máy thì có trọng lượng rất là nhẹ, được trong cái hộp rất là chắc chắn để tránh va đập cũng như xảy sức máy khi di chuyển, đồng thời tránh nấm mốc xâm nhập máy gây hại máy. Đi kèm với máy có hướng dẫn sử dụng và pin. Đây là hướng dẫn sử dụng của máy đo độ ồn Vinitech GM1351. Đối với sản phẩm này thì pin chúng tôi đã lắp sẵn trong máy. Máy đo độ ồn Vinitech GM1351 có giải đo từ 30-130 decibel. Tốc độ lấy mẫu cực nhanh, chỉ 2 giây trên 1 lần lấy mẫu, cho kết quả đo nhanh và cực kỳ chính xác. Máy này thì được ứng dụng để đo tiếng ồn trong các khu dân cư, trường học, các quán bar, nhà hàng, karaoke, đo độ ồn của các loại máy móc, các loại động cơ. Loại dòng máy này thì có đèn nền tự động và có chức năng là báo khi sạc pin để người dùng có thể chủ động thực hiện các phép đo. Về cấu tạo của máy đo độ ồn Vinitech GM1351 thì máy gồm các bộ phận sau. Đây là miếng bảo vệ đầu đo, các phím chức năng, màn hình LCD thì thể hiện rất là rõ ràng và sắc nét các giá trị đo. Để sử dụng máy, quý khách nên nhấn phím bật nguồn. Khi bật nguồn thì máy sẽ tự động đo tiếng ồn trong phòng. Tôi bật chỉ cái nhạc thôi. Khi tiếng ồn càng tăng thì các giá trị đo sẽ càng thể hiện cao hơn. Máy đo độ ồn Vinitech GM1351 được siêu thị Hải Minh nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo rõ ràng. Hải Minh nói không với hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, luôn luôn mang đến cho quý khách những sản phẩm uy tín nhất với giá thành phải chăng nhất. Siêu thị Hải Minh với 3 chi nhánh tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội đảm bảo giao hàng toàn quốc, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt chi tiết sản phẩm đầy đủ. Đối với dòng sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 6 tháng. Ngoài ra, tại siêu thị Hải Minh còn có rất nhiều mẫu máy đo độ ồn đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Denmark, Sincon, BCE. Quý khách hãy truy cập ngay website siêu thị điện máy chính hãng.vn hoặc siêu thị Hải Minh.vn để tham khảo thêm. Để được tư vấn về dòng sản phẩm này, quý khách hãy gọi ngay chúng tôi theo hotline 04-3221-6365, 08-3510-2786, 0225-3528-299 để được tư vấn và mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất.